vẻ đẹp hoang sơ, lạ mắt của rừng ngập mặn Bầu Cá Cái. Bầu Cá Cái, Quảng Ngãi, là rừng ngập mặn được bao bọc xung quanh bởi các dãy núi và đồi cát hình thành cách đây hơn 200 năm với những vết tích xưa cũ. Rừng ngập mặn Bầu Cá Cái ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, có diện tích khoảng 200 hectare, cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi theo hướng đông bắc hơn 40 km. Đây là rừng ngập mặn lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi, nơi đây khá nổi tiếng với hàng triệu cây cốc trắng mọc trên đầm lầy tạo vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí. Vào mùa thu, cây cốc rũ hết lá, chỉ còn lại phần thân và cành màu trắng trông như tuyết phủ. Đặc biệt, nơi đây cũng là nhà của nhiều loại chim, cò, vịt nước và một số loại thủy hải sản. Nét lạ lẫm đã thu hút rất nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm. Ông Nguyễn Khương, 55 tuổi, ở thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận, đã gắn bó với rừng ngập mặn Bầu Cá Cái hơn 30 năm. Nơi đây là điểm tựa giúp gia đình ông mưu sinh, nuôi 4 người con ăn học đến nơi đến chốn. Hiện ông Khương đang là đội trưởng đội chèo thuyền chở du khách tham quan rừng ngập mặn Bầu Cá Cái. Du khách đến Bầu Cá Cái không chỉ trong nước mà còn từ nước ngoài, như Ấn Độ, Indonesia, ông Khương nói. Ông Đỗ Minh Huấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thuận, cho biết Bầu Cá Cái là một vùng đầm ngập mặn, rộng khoảng 200 hectare. Bầu Cá Cái được bao bọc xung quanh bởi các dãy núi và đồi cát hình thành lâu đời, cách đây hơn 200 năm, mang trong mình dấu tích xưa cũ. Với đặc thù nằm trong khu kinh tế Dung Quất, vốn hoạt động sản xuất công nghiệp náo nhiệt, nhưng Bầu Cá Cái vẫn giữ được sự bình yên, mang vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên hiếm có, được người dân bảo vệ chăm sóc, được hội tụ cảnh đẹp của thiên nhiên đất trời, hòa quyện với con người nơi đây, chất phác, hiền hòa, có đời sống văn hóa phong phú, đa dạng. Nhiều năm qua, Bầu Cá Cái đã dần trở thành điểm đến của nhiều du khách. Năm 2014, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi triển khai dự án phục hồi rừng ven biển, trong đó đã trồng hàng triệu cây cốc trắng trên diện tích gần 65 hectare xung quanh Bầu Cá Cái. Dự án này đã biến Bầu Cá Cái thành khu rừng ngập mặn xanh mướt, hoang sơ và kỳ bí như một miền Tây thu nhỏ ở vùng đất miền Trung đầy nắng và gió. Tháng 4 năm 2022, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đã thả cá, tôm, cua trong rừng ngập mặn Bầu Cá Cái và chính quyền địa phương đã cấm đánh bắt thủy sản ở đây.